Ngày 30 tháng 9, sau khoảng 1 tiếng xét xử, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã tuyên phạt Tạ Duy Khanh, 39 tuổi, quê Thái Bình, mức án tử hình về tội giết người, cướp tài sản. Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, man dợ và có tính chất côn đồ. Do đó cần phải loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Theo cáo buộc, đầu năm 2021, Khanh làm dịch vụ môi giới, giới thiệu các nhân viên nữ ngồi tiếp rượu với khách tại địa bàn thành phố Hà Nội. Qua công việc, Khanh quen biết chị Hà và được cô gái này giới thiệu sinh năm 2000, thực tế chị này khi đó mới 15 tuổi. Quá trình quen biết, Khanh nhiều lần môi giới thiệu cho Hà đi tiếp rượu với khách hàng với giá 2 triệu đồng một lần 4 tiếng và bị cáo được hưởng tiền 25% số tiền khách trả cho cô gái này. Khoảng tháng 4 năm 2022, Khanh cho chị Hà vay 60 triệu đồng với lãi suất 2.000 đồng 1 triệu một ngày, tương đương 73% một năm. Tính đến cuối năm 2022, chị này trả cho bị cáo tổng cộng 5 triệu đồng cả gốc và lãi. Nhiều lần đòi không được nên với mục đích gặp đòi nợ, chiều mùng 10 tháng 10 năm 2023, Khanh gọi điện thoại cho Hà. Nói dối có khách muốn gặp và cô gái này tưởng thật nên đồng ý. Khoảng 17 giờ 35 phút cùng ngày, cô gái đi taxi đến nhà Khanh ở trong một khu đô thị ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Sau đó, Khanh rủ Hà đi ăn tối cùng một người đàn ông. Đêm cùng ngày, Khanh và Hà đón taxi về nhà anh ta để gặp khách xong thực tế khi về tới nơi, bị cáo bắt đầu đòi số tiền gốc là 57 triệu đồng. Cô gái nói chưa có tiền trả và tháo một chiếc nhẫn đang đeo ở tay, đưa trước cho Khanh để xác nhận cho việc trả nợ. Khanh không đồng ý mà yêu cầu chị này phải viết giấy nợ, phải để lại thẻ căn cước công dân để làm tin xong không được đồng ý. Cho rằng chị này có tiền nhưng không trả, bị cáo có những hành vi ác độc và sau đó xảy ra vụ án mạng thương tâm.